Trong những ngày hè nóng nực, tránh ồn ào và khói bụi thành phố, các bạn nhỏ cùng gặp nhau trong không gian nhỏ xinh của xưởng sáng tạo này để được trở về với một vùng thôn quê lạ lẫm nhiều điều thú vị. Đến với buổi trải nghiệm cùng rơm rạ, các em được hòa mình vào không khí làng quê trong những ngày gặt với mùi thơm của rơm rạ ở khắp nơi, cùng đóng những ngôi nhà bằng gỗ xinh xắn và lợp lên đó một lớp mái rơm vô cùng độc đáo. Rơm rất là gần gũi với cả đời sống của người Việt Nam. Tuy nhiên là trẻ em thành phố thì hiện tại là cũng rất là xa lạ. Thì bọn mình muốn mang những cái thứ gần gũi với đồng quê, gần gũi với cả cha ông để cho các bạn hiểu được cái tình cảm về quê hương. Buổi trải nghiệm không chỉ đem đến nụ cười, những phút giây thư giãn mà còn giúp các bạn nhỏ gần gũi hơn với cuộc sống, biết yêu thiên nhiên và quý trọng sức lao động của con người. Đồng thời cũng là cơ hội để các bậc phụ huynh hòa mình vào thế giới trẻ thơ của con em mình. Những trải nghiệm khó quên trong một mùa hè lý thú và bổ ích của các bạn nhỏ thành phố.